Trời chán rồi, lại có cơm ăn rồi mọi người ạ. Như kiểu chả chả chiên đấy, món này là sủi cảo hay cái gì đấy đó 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 đấy, món này u rồi bật nhen rồi rồi bật súng sườn. Ok bây giờ ăn rồi. À hôm nay không có cơm mà là ăn bánh thôi. Trời ơi. Dạng như kiểu bánh cuốn Việt Nam người không mà mọi người nhá, dạng như kiểu trà em mà biết cái gì mọi người, cải thảo. Ừ, cái này là gì? Bánh. Xuân này mà được ăn sáng tốt. Xuân này cho ăn tối. Là nhìn thịt lợn nhá. Đây mọi người. Ăn được tầm bánh cuốn Việt Nam ấy mà tao ngon được bằng cuốn Việt Nam. Tại mình sống ở Việt Nam quen, mình ăn đồ Việt Nam rất là ngon. Ăn được không quen, nhưng ăn nó hơi khó.
Người Đài thế hình như hầu như ăn toàn những món chiên là nhiều người ạ. Gà chiên này, bánh chiên này, cá rán này. Nam xào nấu ngon hơn. Vậy bên này họ toàn xì dầu nhé. Món này ăn rất là ngấy luôn. Mình chỉ thích ăn cơm thôi. Cái này như kiểu thịt lợn ấy, xong là tẩm ướp gia vị, xong là rán bột như thế. Tập phòng nó cho gì ăn đấy thì mình... là đó ăn trước thì nó không nổi. Đồ của nó ạ, giờ mới nhiều lắm rồi ạ, ăn nó không quen. Thấy không? Bữa này nó không được ngon lắm. Mọi người nhớ xem bữa tiếp theo mình sáng mai ăn gì nha mọi người nhá. Chào cả mọi người nha.